triệt phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, bắt 13 đối tượng. Chiều 10 tháng 10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Triệu Sơn vừa bắt giữ 13 đối tượng trong đường dây mua bán ma túy từ Hà Nội vào Thanh Hóa tiêu thụ, thu giữ 2.264 viên hồng phiến, 2 gói ketamin, 33 gói heroin, 4 xe ô tô các loại và nhiều tăng vật khác có liên quan. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện Triệu Sơn phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh do nhiều đối tượng trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, các huyện Quảng Sương, Triệu Sơn câu kết với các đối tượng ở thành phố Hà Nội để hoạt động mua bán trái phép chất ma túy nên đã lập chuyên án đấu tranh. Ngày 23 tháng 9 năm 2024, công an huyện Triệu Sơn đã phá án, lần lượt bắt giữ năm đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, gồm Vũ Trọng Hải, sinh năm 1993 ở xã Thái Hòa huyện Triệu Sơn, Nguyễn Thị Lý, sinh năm 1997 ở phường Đông Vệ, Dương Xuân Kiều, sinh năm 1981 ở phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, Bùi Nhật Hân, sinh năm 1987 ở thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Sương và Nguyễn Quỳnh Trang, sinh năm 1982 ở quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Tăng vật thu giữ gồm 2.239 viên hồng phiến, 5 gói heroin, 2 ô tô và nhiều tăng vật khác có kiên quan điều tra mở rộng vụ án, trong các ngày từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10, công an huyện Triệu Sơn đã lần lượt bắt giữ thêm 8 đối tượng khác, gồm Lê Viết Dũng, sinh năm 1992, Hà Văn Lợi, sinh năm 1986 đều ở thị trấn Triệu Sơn, Lê Văn Phúc, sinh năm 1993 ở xã Đông Trường, Hà Thị Tuyết, sinh năm 1992 ở xã An Đông, Nguyễn Tiến Hải, sinh năm 1975 ở xã Bình Sơn, Trần Văn Phương sinh năm 1999, Hoàng Minh Trọng, sinh năm 1979 cùng chú tại xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn và Trần Ngọc Linh, sinh năm 1998, ở phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, thu giữ 25 viên hồng phiến, 28 gói heroin, 2 gói ketamin, 2 ô tô cùng nhiều tăng vật khác có liên quan. Kết quả điều tra ban đầu xác định, thông qua mạng xã hội Zalo, Nguyễn Quỳnh Trang và các đối tượng trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, huyện Triệu Sơn quảng sương đã thường xuyên câu kết với nhau để mua bán ma túy sau khi tổng hợp các đơn hàng trang sẽ giao cho dương xuân kiều bùi nhật hân và nguyễn thị lý sử dụng xe ô tô cá nhân để mang ma túy cho các đối tượng trên địa bàn huyện triệu sơn tiêu thụ hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra mở rộng